Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đốn cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động. Thầy Tử Vi chúc mừng con giáp cực may mắn, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp thời liên tiếp đón vận may trúng lớn, nổ lộc phát tài cực giàu, đúng trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tử Vi mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý khán giả sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, sống ở đời ai cũng hiểu giá trị của tiền tài là quan trọng. Nó chi phối hầu hết như tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người, cũng là anh chị em ruột đó thôi. Nhưng người thì nghèo rất mồng tơi, kẻ thì giàu sang của cải không biết cất đâu cho hết, là con cái do cha mẹ sinh ra nuôi lớn lên từng đó. Nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chỉ mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường, hòng chiếm đoạt lấy tài sản. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản thân tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 thân mến, mới đây nhất lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Quý Mão. Sinh năm 1963, đúng trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024, với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của con giáp này. Nếu như lỡ duyên trời thì cuộc sống sẽ lắm gian truân vất vả, về già cũng khó được yên thân, mất mát tứ bể nhiều phía, còn nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang sung sướng, công thành danh toại, tiền về ngập két cả đời an nhàn, hưởng phúc trời ban. Vậy lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 này cụ thể sẽ ra sao? Vậy trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé! Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, có gì nổi bật ngay sau đây. Người sinh năm 1963 là con mèo, tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão. Con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Người tuổi Quý Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Quý Mão đã theo đuổi điều gì là theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học, xã hội, chính trị. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào. Những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Quý Mão đa phần thành đạt trên thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.
và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Quý Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái cho người khác, nhưng đôi lúc Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Quý Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang. Uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn thử thách thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh trong lành để nghỉ ngơi. Là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Trong cuộc sống với mọi mối quan hệ, Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý. Vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cục cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu chí hướng, song lại không quyết tâm kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận bình yên. Người tuổi Quý Mão nói chung không thích tranh đấu, có lối sống bình yên ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân. Đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Quý Mão sống ung dung tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh lanh lợi, hoạt bát thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác. Có tình cảm tế nhị trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Quý Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, thông minh lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Tóm lại, cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn. Thế nhưng nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình. Vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý sống lâu. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời. Nam mệnh tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự. Tất cả những lời nói cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn xung đột nên đôi lúc trở thành người nhu nhược. Trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thành thơi hưởng phúc. Nếu mệnh tuổi Quý Mão luôn hiền dịu đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Cuộc đời của nữ mệnh tuổi Quý Mão gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh sự nghiệp cũng được rộng mở sáng lạng, tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thành thơi, an nhàn hưởng phúc không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Về vận mệnh, người tuổi Quý Mão thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão theo mệnh Kim Bạch Kim
khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi Quý Mão cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Người tuổi Quý Mão nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra, khiến phá tài, hào của, nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi sa đọa không cần thiết để về già hưởng phúc, an nhàn sung túc bên con cháu. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Đối với người tuổi Quý Mão, bản mệnh phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn tiềm ẩn các cơ hội. Nếu bản mệnh nắm bắt được thì hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng thành công. Dưới tác động của cục diện Mão Ngọ tương phá, con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi trong công việc. Mọi người có ý kiến khác nhau mà không ai chịu nhường ai, nên mọi việc tiến triển rất khó khăn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn phải luôn đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, bày trò gây cản trở công việc của mình. Phương diện tài chính trong tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Mão cũng không có điểm sáng. Những gì bạn làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng, đối tác, đã đến lúc con giáp này cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. May mắn là phương diện gia đạo của bản mệnh lại đem tới nhiều tin vui, bản mệnh và nửa kia ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Hai người biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên chẳng còn cãi cọ, hành xử vô lý nữa, hãy coi người nhà là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Người tuổi Quý Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 5 âm lịch này. Nhờ vậy, bản mệnh có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách mà cuộc sống mang lại. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này, bản mệnh tuổi Quý Mão không nên trông chờ quá nhiều vào vận may, vì ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh đem lại không hề tốt đẹp một chút nào. An phận thủ thường là cách tốt nhất để sống yên ổn trong tuần này. Tử vi nhắc nhở với những người đang đi làm đừng hành động bốc đồng, đừng quá bướng bỉnh và hãy lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Bạn có nhiều ý tưởng cá nhân nhưng thường không đủ tập trung và khó bám sát đến cùng. Thời điểm này không thích hợp cho những việc như đào ao, lấp giếng, đi xa làm ăn hoặc hợp tác kinh doanh bằng vốn lớn. Về mặt tài lộc, tuần này có thể có tin tốt về tiền lương với nữ mệnh vào đầu tuần, nhưng càng về cuối tuần, vận may càng đuối dần. Nam mệnh nên bớt sống nhiệt tình vì bạn bè, hạn chế cho người khác mượn tiền, mượn xe, không mua bán tài sản có giá trị lớn, coi chừng hối hận không kịp. Về các mối quan hệ, bạn nên chú ý đến sự cạnh tranh tiềm ẩn trong các mối quan hệ hiện có. Nếu cảm thấy tình yêu này không có hy vọng, thì nên rút lui càng sớm càng tốt. Người có gia đình nên quan tâm đến con cái và cha mẹ già nhiều hơn, đừng vùi đầu vào công việc quá nhiều. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng nhiều sóng gió ập đến trong phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Mão, đòi hỏi bản mệnh không được phép lơ là. Nếu thời điểm này bản mệnh ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng cũng như hạ cái tôi của mình xuống. Trong mỗi cuộc thảo luận, bản mệnh nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt, cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Với một số người mới chập chững bước chân vào một lĩnh vực nào mới cũng có thể cảm thấy mất phương hướng. Trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này, bản mệnh cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì bạn càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề bạn mới có nhiều kinh nghiệm và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế trong tháng này, người tuổi Quý Mão còn được các tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ quyết tâm trong công việc thì bạn có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp một tay để bạn thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Phương diện tài lộc của người tuổi Quý Mão khó có dấu hiệu khởi sắc trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này.
Bản mệnh không nên chi tiêu một cách lãng phí, không kiểm soát, không có kế hoạch tài chính cụ thể. Tốt nhất hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu. Dù làm trong lĩnh vực nào, thì bạn cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẻo dễ dàng gây ra lỗi phải tốn tiền để đền bù khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này, bản mệnh còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, song bạn chớ nên vì thế mà thành người phô trương, phung phí không cần thiết, khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng. Đặc biệt là với người độc thân, có thể bản mệnh sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bản mệnh trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới, lại thêm việc con giáp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân, nên việc lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai mới là người thực sự chân thành với mình. Bản mệnh chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem tới cho bản mệnh một vài rắc rối. Có điều, chỉ cần con giáp này luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí bản mệnh còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp kinh doanh. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Người tuổi Quý Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này. Nhờ vậy, bản mệnh có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách mà cuộc sống mang lại. Con giáp này nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng tính cách thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém, bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi khó khăn. Vậy tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, người tuổi Quý Mão bản tính hoạt bát, lạc quan, giỏi giao tiếp nhưng thương trường sóng to gió lớn, bởi vậy phải là người có ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng mới có thể tồn tại. Người tuổi Quý Mão nếu muốn kinh doanh thì cần kết hợp với người khác, không thể tự mình làm nên sự nghiệp. Vậy họ nên kết hợp với những tuổi nào? Tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi Tuất, hai tuổi này có thể làm bạn với nhau. Người tuổi Tuất là quý nhân của người tuổi Quý Mão. Khi vấn đề phát sinh, người tuổi Quý Mão có thể nhận được thái độ khoan dung, thấu hiểu của tuổi Tuất trong đời sống. Người tuổi này cũng thừa nhận được sự giúp đỡ từ tuổi Tuất trong mối quan hệ hợp tác, hai người dám nghĩ dám làm, là hậu phương vững chắc của nhau. Tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi Mùi, bởi người tuổi Mùi khá thích thể hiện, mà người tuổi Quý Mão lại khó nghĩ đến kế lợi riêng, nên hai người rất dễ xảy ra xung đột. Nhưng khi hai người không có quan hệ lợi ích, họ sẽ có rất nhiều chủ đề chung, có thể trở thành bạn tâm sự, cùng cổ vũ và an ủi nhau. Tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi Hợi, hai tuổi này thường đối xử với nhau thật lòng, cho dù trong cuộc sống người tuổi Quý Mão và người tuổi Hợi có xảy ra chút ít tranh cãi, nhưng hai người sẽ nhanh chóng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong hôn nhân, hai tuổi này là một đôi hạnh phúc có thể giúp nhau cùng đạt được lợi ích. Dưới đây, kênh Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 những lời khuyên của các nhà tử vi dành cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Mệnh chủ cần chú ý đến điều này. Thứ nhất là họa thị phi rình rập. Xem vận hạn của 12 con giáp thấy rằng họa thị phi luôn rình rập con giáp tuổi Quý Mão. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa thì mệnh chủ cũng không nên ôm chuyện bao đồng. Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó là nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Thứ hai là về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão có dấu hiệu giảm sút trong thời điểm này, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống,
khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở mệnh chủ nên chú ý các thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian hơn để thư giãn nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Video xin được tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.